trong tình yêu, trong một mối quan hệ, hay là trong chuyện tình cảm vợ chồng, thì cái thứ để khiến cho mối quan hệ này được bền lâu, vững chãi, đó là sự tôn trọng. Và nếu như bạn không được tôn trọng trong một mối quan hệ, thì tôi xin bạn, hãy rời đi. Đừng thương người ta quá, sẽ làm chính mình đau. Hãy thương mình trước đã, rồi thương người ta sau. Bạn cho người ta quá nhiều cơ hội, người ta sẽ coi là lẽ đương nhiên. Bạn tha thứ cho người ta quá nhiều lần, thì người ta sẽ coi rẻ cái lòng tốt của bạn. Có được quá dễ dàng thì người ta sẽ không trân trọng. Vì người, nhưng đừng quên mình có được không? Bạn thương họ nhiều như vậy, lo cho họ nhiều như thế, nhưng đổi lại được gì? Ngoài cái thái độ dửng dưng, xem như là lẽ đương nhiên, không trân trọng, không hồi đáp cái tình yêu thương của mình. Yêu thương một ai đó là sự lựa chọn, chứ không phải là nghĩa vụ. Vậy nên, nếu cảm thấy bản thân của mình đã không được trân trọng, đã không được hồi đáp tình cảm, tôi xin bạn, làm ơn hãy rời đi. Bởi vì mối tình này, cái mối quan hệ này, nó sẽ không bao giờ đi tới đâu đâu. Chúng ta chỉ sống một đời người, vui buồn sướng khổ cũng phải tự mình gánh chịu. Thay vì yêu một người trong sự đau khổ, tại sao bạn không tìm kiếm một tình yêu mới hạnh phúc hơn, đông đầy hơn? Ý nghĩa của cuộc đời từ đây sẽ thay đổi, bản hòa ca của tình ái cũng sẽ đổi thay. Đoạn đường này chúng ta sẽ tự bước, sướng khổ ra sao, đó là lựa chọn của bạn. Tóm lại, nếu đã không được trân trọng trong một mối quan hệ, thì tốt nhất bạn phải rời đi.